Nếu điện thoại của bạn bị nóng, giảm hiệu năng khi chơi game, bạn có thể tham khảo ngay tản nhiệt Kim Minh giảm ngay 20 độ C chỉ trong 30 giây. Đường link mình sẽ để ngay phần mô tả video nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ember Channel, lại là mình đây. Bây giờ là dịp cuối năm rồi. Tuy nhiên thì các bạn vẫn luôn luôn muốn là mình phải sở hữu một chiếc điện thoại đầu bảng đến từ nhà Apple. Mà đã nhắc đến iPhone thì chúng ta phải nhắc đến những dòng iPhone Pro các bạn ạ. Và mình nghĩ rằng chiếc iPhone đáng mua nhất hiện nay không phải là iPhone 12 Pro Max. Tại vì thực sự nó quá mặn mà những gì mà nó nâng cấp từ thế hệ iPhone 11 Pro Max là gần như không nhiều. Thế nên iPhone 11 Pro Max vẫn luôn là một cái lựa chọn mà mình thấy cực kỳ ngon và nó cực kỳ hợp lý. Với chiếc iPhone 11 Pro Max quốc tế bây giờ, mình tham khảo tại cửa hàng Viettablet thì mức giá của nó loanh quanh tầm là 19.290.000, tùy vào phiên bản 95%, 97% hoặc tùy vào phiên bản màu khác nhau thì bạn có tham khảo tại đường link phần mô tả video. Nhưng mà với mức giá như vậy thì mình thấy cũng tương đối cao. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể giảm giá tiền mà nhưng mà vẫn dùng được iPhone 11 Pro Max? Đó chính là lựa chọn về máy lốc các bạn ạ. Thì như các bạn đã biết rồi, máy lốc thì luôn luôn có được một cái mức giá nó rẻ hơn đâu đó là 10, 20, thậm chí 30% so với phiên bản quốc tế. Và với chiếc iPhone 11 Pro Max mình đang có ở đây, phiên bản hàng lốc thì nó sẽ có mức giá là 16.990.000 đồng cho phiên bản là máy 95%. Còn khi các bạn mua máy 99%, màu đen sẽ có mức giá là 17.300.000 và màu xanh màu vàng sẽ có mức giá là 16.990.000 nhá. Thì mình thấy đây cũng là một cái mức giá nó khá là rẻ cho chiếc iPhone 11 Pro Max mình đang có trên tay rồi. Vậy thì với chiếc máy lốc này nó có nhiều điểm khác biệt so với máy quốc tế hay không? Cũng như là chúng ta mua iPhone 11 Pro Max về lốc dùng có bình thường như chiếc máy quốc tế hay không? Thì chúng ta cùng nhau bắt đầu để tìm hiểu trong video này nhá. Thì nếu bạn nào quan tâm thì mình sẽ để link mua hàng ở ngay phần mô tả video. Còn bây giờ các bạn hãy cùng mình bắt đầu thôi. Cái điểm đầu tiên chúng ta cần phải quan tâm ở đây đó chính là máy lốc là gì và nguồn gốc của máy lốc. Thực sự thì máy lốc là máy được bán ra bởi các nhà mạng và những chiếc máy lốc này thì bắt buộc phải dùng SIM của nhà mạng thì nó mới hoạt động được. Còn ví dụ như là chiếc máy này bán bởi Viettel đúng không? Mình lấy ví dụ thôi nhá. Thì bắt buộc chúng ta phải bỏ SIM Viettel vào đây thì nó mới dùng được. Còn chúng ta bỏ SIM Mobi, Vina hoặc chúng ta bỏ SIM nước ngoài vào thì nó sẽ bị khóa và nó sẽ không cho phép chúng ta có thể dùng được cái SIM của những nhà mạng khác. Thì tương tự như vậy, những chiếc máy lốc này thì thường đến từ những thị trường như là Nhật hoặc là bên phía nhà mạng của Mỹ chẳng hạn như là Verizon, Docomo, SoftBank, rồi AT&T vân vân và mây, nói chung khá là nhiều. Thì khi về Việt Nam chúng ta sẽ không dùng SIM sóng được một cách bình thường. Tuy nhiên đó là việc của trước đây. Còn bây giờ thì cái việc mà dùng máy lốc thì nó tương tự so với máy quốc tế rồi. Tại vì chúng ta đã có mã ICC ID mới. Sau khi chúng ta làm một vài cái thủ thuật nhỏ thì chiếc iPhone lốc của chúng ta đã biến thành một chiếc iPhone quốc tế và dùng SIM sóng các thứ một cách ngon lành. Thậm chí là bây giờ chúng ta sẽ không cần dùng đến SIM ghép khi mà chúng ta dùng máy lốc nữa. Và mình thấy bây giờ những chiếc iPhone lốc nó không khác gì một chiếc iPhone quốc tế, nhưng mà mức giá của nó thì rẻ hơn khá là nhiều. Còn một số bất cập mà mình cũng cần chia sẻ với các bạn đó chính là khi mà chúng ta dùng một chiếc iPhone lốc nó dùng ICC ID thì chúng ta không thể reset lại máy trong những trường hợp mà ICC ID đã bị tắt, hoặc là trong những trường hợp như là chúng ta update phần mềm các thứ thì các bạn cũng nên cẩn thận và các bạn cần có một chút kiến thức về vọc vạch, hoặc là bạn phải ra cửa hàng để nhờ cửa hàng update lại máy bằng cái ICC ID chẳng hạn, nếu các bạn không quá rành về công nghệ. Và có những điểm mà chắc chắn các bạn sẽ rất quan tâm. Vậy thì iPhone lock khi mà chúng ta update những phiên bản iOS nó có bị quay lại mã ICC ID hay không? Thì bạn mình cũng đang dùng một chiếc iPhone lock và đã dùng cái mã ICC ID này từ năm 2019 và sau đó update lên phiên bản iOS 14.2, 14.3 thì nó vẫn giữ nguyên cái ICC ID và không có bị mất nhá, trừ khi các bạn reset dòng 2. Thế nên khi mà chúng ta dùng iPhone lock và trong những thời điểm nó bị mất cái mã ICC ID thì các bạn không nên reset dòng 2. Tại vì như vậy chúng ta phải gắn bó với chiếc SIM ghép trong toàn bộ quá trình mà sử dụng về sau. Đó là những cái khó khăn, những cái bất cập mà khi mà chúng ta dùng iPhone lock. Ngoài ra thì còn có một số khó khăn tiếp theo nữa mà mình cần chia sẻ với các bạn luôn. Đó chính là với những chiếc máy lock ấy, thường thì nó chỉ dùng được một SIM. Tại sao mình lại nói thường nó chỉ dùng được một SIM? Tại vì ở Việt Nam bây giờ iPhone lock đã có thể hack lên được thành quốc tế và chúng ta đã dùng được eSIM một cách ngon lành rồi. Tuy nhiên thì nếu các bạn muốn kích hoạt cái eSIM trên những chiếc iPhone lock thì bắt buộc chúng ta phải thêm đâu đó là 500k và phải nhờ những dịch vụ bên ngoài. Đó, nói chung thì hơi phức tạp một tí xíu. Và nếu bạn nào mà kiểu không cần dùng đến hai SIM ấy mà chỉ dùng một SIM nghe gọi thôi thì mình thấy lựa chọn iPhone lock cũng là một cái lựa chọn phù hợp. Còn nếu bạn mà xác định dùng hai SIM thì mình rằng mua phiên bản quốc tế bỏ thêm một chút tiền nó sẽ an tâm hơn. Đó, và sau khi chúng ta đã giải quyết được tất cả những vấn đề của một điện thoại iPhone lock
thì chúng ta sẽ có một chiếc máy nó không khác gì so với những phiên bản quốc tế, tại vì đây vẫn là một chiếc máy được Apple sản xuất, và tất cả mọi thứ của một chiếc iPhone thì toàn thế giới nó đều là như nhau, nó sẽ không theo phân theo phiên bản kiểu dành cho thị trường này, dành cho thị trường nọ sẽ có những option bộ nhớ khác nhau đâu, mà nó tất cả mọi linh kiện đều là một và đến từ một nguồn gốc nhất định. Và khi mua chiếc điện thoại này, chúng ta vẫn có cho mình một cái màn hình đó chính là 6.5 inch, độ phân giải của nó là gần tiệm cận 2K+, và khả năng hiển thị của nó thì phải nói là cực kỳ mạnh. Còn nói đến vấn đề hiệu năng thì với chiếc iPhone 11 Pro Max thì mình thấy nó vẫn thoải mái đáp ứng cái nhu cầu xem phim, giải trí và chơi game của chúng ta, đặc biệt là với những tựa game nặng thì với chiếc iPhone 11 Pro Max này nó vẫn chưa ngán bất kỳ một cái tựa game nào. Liên Quân, Tốc Chiến, PUBG, Free Fire, tất cả mọi thứ nó đều chơi một cách ngon lành. Và có một số bạn thường hỏi mình là hiệu năng của những chiếc iPhone lốc liệu có yếu hơn so với phiên bản quốc tế hay không, thì câu trả lời của mình là không nhá, tại vì tất cả mọi thứ nó đều dùng chung hết thì làm sao mà có vấn đề chênh lệch về phần hiệu năng ở đây. Có chăng là do các bạn sử dụng các phiên bản iOS thì sẽ có những sự tối ưu khác nhau, thế nên là có thể ảnh hưởng về phần hiệu năng. Còn nếu như một chiếc máy đều là iPhone 11 Pro Max và đều dùng chung một phiên bản iOS là như nhau thì không có sự chênh lệch ở đây nhá. Và ngoài ra thì các bạn vẫn có cho mình một cái thiết kế cực kỳ là đẹp này, rồi khả năng hoàn thiện của nó thì phải nói là cực kỳ tốt, khả năng kháng nước. Camera của iPhone 11 Pro Max thì mình thấy nó vẫn cực kỳ tuyệt vời về khả năng chụp ảnh cũng như khả năng quay video chống rung. Nói chung thì với chiếc iPhone 11 Pro Max mình gần như là không có điểm chê trên cái sổ này. Pin của iPhone 11 Pro Max thực sự mình thấy nó còn trâu hơn hẳn so với iPhone 12 Pro Max các bạn ạ. Tại vì khi nâng cấp lên iPhone 12 Pro Max thì Apple đã cắt giảm một tí xíu pin rồi, thế nên là cái thời gian sử dụng pin của nó thực sự là không bằng so với thế hệ iPhone 11 Pro Max trước đây đâu. Rồi, đó là những cái thông tin mà các bạn cần biết khi mà chúng ta mua những sản phẩm như là iPhone 11 Pro Max hàng lốc cũng như là những sản phẩm iPhone hàng lốc khác. Vậy thì các bạn nghĩ sao? Nếu như tổng giá loanh quanh tầm 17 triệu và 19 triệu thì các bạn sẽ lựa chọn là iPhone hàng lốc hay là iPhone hàng quốc tế? Đừng quên để lại cho mình một ý kiến nhận xét dưới phần bình luận của video này nhé. Và khi các bạn mua iPhone hàng lốc tại Vietaplate thì sẽ được ghép SIM ghép miễn phí này cũng như là ICCID để dùng như một chiếc máy quốc tế bình thường. Thế nên nếu bạn nào quan tâm thì có thể là tham khảo tại Vietaplate luôn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.